chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là quản lý của siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Và hôm nay các bạn hãy cùng mình đến nhà bác Hùng để nghe những cảm nhận của bác trong quá trình bác sử dụng An Cung Ngưu Hoàn Hoàn hộp gỗ 60 viên nhé. Vâng, chúng ta đang ngồi trong nhà của bác Hùng ạ. Và bây giờ các bạn sẽ cùng nghe Ngọc Hoa nghe cảm nhận của bác nhé. Cháu chào bác ạ. Vâng, thì hôm nay cháu muốn đến hỏi ý kiến bác về trong quá trình mình sử dụng sản phẩm viên An Cung bên cháu. Thì không biết là bác mua để cho mình sử dụng hay cho người nhà sử dụng ạ? Vâng, báo cáo với cô là cái sản phẩm An Cung Hung này thì tôi chủ yếu là mua cho bà ấy tôi. Vâng. Bà ấy tôi bà ấy tai biến 2 năm rồi. À thế ạ? 2 năm rồi, hai năm là cái điều kiện của bà ấy là đi lại hơi khó khăn. Vâng. Thế nên hai năm là nó bây giờ là trong người thì nó liệt mất nửa người bên dưới phải. Cho nên là tất cả các mạch máu mà nó không lưu thông não được. Vâng. Nói chung trước là... trước khi mình sử dụng cái sản phẩm An Cung đấy thì tình hình sức khỏe bà như nào bác? Không, nói chung là tôi lấy ba hộp An Cung Hung này thì cho bà ấy uống thì đến giờ thì cũng là hết gần ba hộp rồi. Vâng. Nói chung là nó tinh thần là cái người này nó cũng cải thiện. Vâng. Có nghĩa là máu lưu thông lên não thì bà ấy ngủ được ăn được. Vâng. Thứ hai nữa là chân tay thì nó đỡ tê buồn, thứ hai nữa là đi lại nó trong nhà thì dậy đi lại được. Vâng. À, trước kia là mình hoàn toàn không có thể đi lại được nữa. Trước đây thì là phải dìu à. À thế ạ. Thế từ khi mà mua cái An Cung cái thuốc khớp tự viên đấy của cháu đấy thì là nói chung là bà bây giờ bà đi lại thì cảm thấy người nó thoải mái. Vâng. Thứ hai là ăn được, ngủ được. Vâng. Vâng. Cháu rất cảm ơn bác khi nghe được những phản hồi rất là tích cực khi mà bác cho bà sử dụng cái sản phẩm viên An Cung bên cháu. Vâng. Và cháu xin kính chúc bác cùng toàn thể gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe hơn nữa và bà sẽ mau chóng khỏi bệnh để gia đình mình luôn vui vẻ ạ. Vâng, tôi thì cũng thay mặt cho gia đình cũng xin chân thành cảm ơn cô và các cháu là quan tâm đến gia đình chúng tôi về đây. Trước hết là tham gia cảnh, sau đó là cũng xin hỏi thăm đến bà và tôi. Vâng. Tôi thay mặt cho gia đình thì cũng xin chân thành cảm ơn. Vâng, chào cảm ơn bác. Vâng, vậy là các bạn vừa mới nghe những cảm nhận của bác Hùng sau khi bác sử dụng sản phẩm viên An Cung Ngưu 60 viên dành cho vợ của mình. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể truy cập ngay vào website coraShop24h.com hoặc liên hệ theo số hotline của chúng tôi là 0904 363 985. Ngọc Hoa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc các bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an.